thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Nậm Pồ phối hợp với các lực lượng bắt một đối tượng, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều giấy tờ có liên quan. Sau một thời gian điều tra xác minh, khoảng 10 giờ ngày 4 tháng 10, tại khu vực bản Hủy Khương, xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, Công an huyện Nậm Pồ đã phá thành công chuyên án 921T, bắt quả tang đối tượng Giàng Chữ Vàng, sinh năm 1962, trú tại bản Trên Nương, xã Nà Bủng, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét người đối tượng, lực lượng công an thu giữ 30 túi ni lông màu xanh, bên trong có chứa 6.000 viên ma túy tổng hợp, 90 gram nhựa thuốc viện và nhiều giấy tờ có liên quan. Tại cơ quan công an, Giàng Chữ Vàng khai nhận mua số ma túy trên tại khu vực biên giới Việt-Lào về bán kiếm lời. Hiện chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.